Xin kính chào quý vị. Sau khi đi thung lũng tình yêu về ăn hủ tiếu mì, anh Cao Minh đang ngồi ở cà phê Thủy Tạ bên Hồ Xuân Hương chiều ngày 10 tháng 7 2017, ngắm hoàng hôn ở Đà Lạt nữa quý vị. Và đây là toàn cảnh của Hồ Xuân Hương, chu vi khoảng 5 cây số vuông. Đây là điểm nhấn của trung tâm Đà Lạt, được người Pháp thiết kế khoảng năm 1923. Trước đây là dòng suối và xung quanh là có người dân tộc thiểu số, người Cờ Ho sinh sống. Khi người Pháp quy hoạch thì người Pháp đã tái định cư cho người dân tộc về vùng dưới chân núi Lang Biang, cách đây khoảng 20 cây số gì. Và từ đó quanh bờ hồ là những biệt thự, những công trình public công cộng phục vụ cho cơ quan hành chính đô thị Đà Lạt, được người Pháp thiết kế chủ yếu là dành cho người Pháp. Và sau này dưới triều Bảo Đại thì dinh ba dinh Bảo Đại cũng được trên này, bắt đầu có cộng đồng người Huế, người miền Trung đi theo vua lên trên đây rồi lên làm công cho các cái biệt thự văn phòng của Pháp. Và sau năm 1954 thì có nhiều bà con di cư từ Bắc vào. Rồi sau năm 75, bà con ở miền Trung, miền Tây, Sài Gòn lên đây lập nghiệp, tạo cho Đà Lạt có một cộng đồng người ba miền Bắc Trung Nam cùng hòa quyện. Nhưng mà cái giọng chủ lực vẫn là giọng miền Trung, giọng Huế quý vị. Đó, và xa bên kia quý vị thấy có cái đóa hoa giả quỳ, mà người ta gọi là hoa cúc quỳ đó gì, nó biểu tượng của Đà Lạt nè. Một loài hoa dại giữa núi đồi, nhưng nó thể hiện sự kiêu hãnh, một vẻ đẹp rất tráng lệ. Và mỗi mùa xuân về, hoa dại quỳ nở vàng rực cả các cánh đồi ở vùng cao nguyên Nam Trung Phật. Quanh hồ buổi chiều với khí hậu ôn hòa, mát mẻ, không mưa, những du khách lãng du đến chơi đập dịch nữa gì. Để tìm không khí yên bình và ngắm toàn cảnh đường phố Đà Lạt hoàng hôn. Đó, nếu ai đã từng đến với Đà Lạt để nghe tiếng thông reo, nghe tiếng sóng vỗ bên hồ Xuân Hương là đây quý vị. Và vì sao có tên là Xuân Hương? Vì ngày xưa ở đây có rất nhiều cái cây hoa dọc theo bờ hồ, mùa xuân nở hoa rất ngào ngạt. Và nơi hồ Xuân Hương này có liên quan tới nhà thơ Hàn Mạc Tử. Khi còn thanh niên, ông đến Đà Lạt và có cảm tác một đoạn thơ. Hãy Cao Minh xin mạn phép gửi đến quý vị. Ai hãy làm thinh chớ nói gì, để nghe tơ liễu rung trong gió, và để nghe trời định nghĩa yêu. Ý nói lúc bây giờ Hàn Mạc Tử cũng chưa hiểu tình yêu là gì quý vị, và chỉ mong gió trời, mây nước định nghĩa. Và theo một số hình tư liệu trắng đen, hồ Xuân Hương này dưới thời thuộc địa có rất nhiều du thuyền quý vị, những quý tộc, sĩ quan, những người giàu có ở vùng Đà Lạt, người ta neo đậu trên đây để đi dạo, làm bạc ti, cuộc sống dương dã một thời Đà Lạt. Và xa bên kia đó là tháp bưu điện Đà Lạt quý vị, và thấy nóc nhà thờ con gà, hay còn gọi là nhà thờ chánh tòa, vì trên đây có tượng gà trống biểu trưng cho nước Pháp. Và đường phố dọc theo bờ hồ Xuân Hương được tráng nhựa. Khi mà đua xe đạp cúp truyền hình chặn Đà Lạt có chạy vòng quanh bờ hồ Xuân Hương là ở đây nữa vậy. Đó, đôi điều buổi chiều ngày thứ hai trên bờ hồ Xuân Đà Lạt. Quý vị đến Đà Lạt hãy nhớ đi dạo một vòng hồ Xuân Hương để thấy thiên nhiên Đà Lạt mát mẻ, gần gũi, và thấy được không cảnh lãng mạn, nghe tiếng thông reo, uống ly cà phê để cảm thấy cuộc đời nhẹ nhàng, vui hơn quý vị. Cà phê sữa đá, hồ Xuân Hương Đà Lạt. Cà phê
Thủy Tạ, cà phê Nhà Sàn, có tên là cà phê Thanh Thủy. Có quý vị hỏi hãy comment là nên quay bảng giá để có cái menu quý vị xem. Wow, cà phê sữa tươi 70.000, lạc xỉu 55.000, sữa đặc 55.000, sữa tươi 55.000. Wow, giá cũng không có mềm á quý vị ha. Vì ở đây có cái view đẹp á, chắc là tiền mặt bằng cao. Ok, xin mời quý vị đến với Đà Lạt, đến với Hồ Xuân Hương. Thank you, see you quý vị.